Dạ sư ơi, vậy mọi cuốn sách PDF trong các trang web Theravada như là theravada.vn hay là suthamma.net con xin được phép download dùng cho con đọc xem chứ không tính đến chuyện chia sẻ, và có chỗ nào không được phép download không ạ? Thì xin thưa với quý vị, hai trang này là hai trang chia sẻ về nội dung Phật giáo, thì mặc định là chúng ta được phép tải xuống, thậm chí cũng như là mình chia sẻ với mục đích phi thương mại ha. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.